Liêm phong là mình gọi là sự kết hợp không ngừng của các kỹ thuật, những ngọn gió không ngừng với nhau. Mình vào một tư thế để mình đi có thể một chuỗi nhiều đòn liên tục không ngừng, chứ mình không có ngừng ở một hai đòn, ba đòn. Thì nó dựa theo cái tên của một linh vật mà ít người biết, gọi là Tam Túc Linh Điểu. Sau khi một người thức tỉnh, họ sẽ trở thành một Tam Túc Linh Điểu. Có nghĩa là con chim thần nó có ba cái chân, thay vì nó hai chân có nhiều chân khác. Thì cái cách di chuyển này nó dựa trên cái đó, yếu tố đặc rất là đặc biệt, mà nó sẽ có khả năng thêm rất là nhiều cho cái người chiến đấu, người thi đấu. Thời xưa ông nội sử dụng cái thế tấn gọi là Tam Túc, và nó rất là xa lạ với cái mà bình thường chúng ta thấy người ta thi đấu là cái thế hồng mao, có nghĩa là một chân trước và một chân sau. Hồng mao có nghĩa là nhẹ như lông hồng á, thế rất là nhanh. Thì khi mà thi đấu võ đài thì người ta phát triển ra cái thế hồng mao đó từ cái cách mà gọi là cổ truyền, là cái thế tú bình, nó rất là nặng nề. Để chiến đấu bằng vũ khí thì với lại đánh giặc thì hợp hơn. Thì từ hồng mao đó là gần như ai cũng sử dụng cái thế tấn này hết. Bây giờ em cũng thấy mọi người cũng đang đứng cái tấn đó khi thi đấu. Nhưng ông nội thì có cái hình thức Tam Túc, cái cách đứng đó. Thì trong thi đấu thì nó là cái gì đó mà một võ sĩ cần có rất là nhiều thời gian để trưởng thành, để nhét được vào cái, thực hiện được cái này. Ở đây con người khi mà bước vào tập võ đó thì chúng ta sẽ quen thuộc với đứng chân trước là chân phải hoặc đứng chân trước là chân trái, đúng không? Ai cũng vậy mà. Đứng tự nhiên coi đứng thích đứng cái chân nào trước thì bạn sẽ đứng cái chân nào trước, cái chân nào sau, thì tùy theo cái thoải mái của võ sĩ mà họ phát triển thôi. Và những võ sĩ mà chúng ta gọi là điêu luyện á, hay là có một cái hình thức khó đối phó, thì họ đứng cả được bên trái hoặc bên phải, đúng không? Là nó giống như là một cái cầu thủ đá banh mà đá được hai chân, họ nguy hiểm lắm. Họ không có cần phải qua bên đường banh qua bên trái, cũng phải họ có thể sút bất cứ lúc nào. Liên phong quyền của dòng họ Nguyễn Chánh đã trải qua hàng trăm năm phát triển với một triết lý về võ đạo riêng. Võ là thuật khắc chế tranh chấp, đạo là đường tới cứu cánh tuyệt đối. Ngoài sự rèn luyện, nâng cao kỹ năng và sức khỏe, luyện võ là để vượt qua những sự khó khăn, mệt mỏi, đau đớn, nên võ sĩ cũng sẽ đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, như những thách thức mà họ thường vượt qua nhưng không xem đây là những biến cố tiêu cực. Chùa hổ là để đào tạo đủ kỹ năng để phát triển, để tự đi kiếm ăn. Khả năng đó, đào tạo cái khả năng chứ không phải là bao bọc. Thì các bạn hồi trước giờ đó thì phải đủ khả năng thì làm huấn luyện cho những lớp, đủ khả năng thì làm trợ giảng. Còn nếu mà chưa đủ khả năng thì ok, chạy Grab ngoài đường đi, rồi xong rồi vô đây tập. Để mà các bạn có cái tự lực đó, không có ai nuôi dưỡng các bạn là con hổ. Thì khi mà cái người đó trưởng thành á, họ đi qua cái quá trình này á, họ sẽ chững chạc lắm. Họ có khả năng, họ không bao giờ sợ cái gì hết á. Ô, rủi mất cái này sao, không có. Họ tự tạo được. Điều đầu tiên em thích nó ở Liêm Phong là có những cái chiêu thức là võ của Việt Nam mình và từ thời xưa truyền lại. Đầu tiên thì em cũng rất là yêu thích võ Việt Nam mình. Võ Việt Nam mình rất là hay, nó đánh rất là hay. Và thứ hai là em học ở đây được là được cái tính như là đạo võ trong võ thuật á, như là mình biết khiêm tốn, biết nhường và lúc nào mình phải cố gắng tập luyện. Ở Liêm Phong thì em quý nhất là mọi người đối xử với nhau là rất là hòa đồng và luôn luôn giúp đỡ tận tình và luôn luôn tạo điều kiện trong quá trình em tập luyện và giảng dạy, luôn luôn hỗ trợ cho em về những kỹ năng tập luyện thi đấu và kỹ thuật để truyền đạt, và luôn tạo cho em những cái cơ hội để thăng tiến và cũng như là kinh phí để em tập luyện và trang trải cuộc sống. Và em rất thích Liêm Phong và thầy Vũ Tiến Nguyễn. Thầy Vũ Tiến Nguyễn là một người rất là tuyệt vời, và cả anh Lộc nữa. Thì lúc mà mình xuống Liêm Phong thì mình tập luyện và mình giảng dạy cho mấy em ở đây, thì mình luôn luôn cố gắng để sau này ổn định mình đưa con gái xuống đây. Tại thứ nhất ở môi trường Liêm Phong mình rất là tốt cho các bé, ở đây có rất nhiều các bé học
giống như là giỏi giang đó, thì mình tiếp xúc với những người đó mình rất là tốt cho mấy bé và cũng cải thiện được cho sức khỏe và kỹ năng cho bé. Ngày nay, cháu nội của ông, võ sư Nguyễn Chánh Minh Trí, Johnny Trí Nguyễn, phát triển võ đường Liên Phong theo thể thức thi đấu MMA nhằm để duy trì truyền thống văn hóa võ thuật Việt Nam và cùng đồng nhịp với dòng chảy hội nhập của đất nước. Về lịch sử của MMA, một thể thức thi đấu được coi là hấp dẫn nhất hiện tại, nơi các võ sĩ phát huy hết khả năng cũng như sức mạnh của mình trên sàn đấu, nơi trả lời cho câu hỏi môn võ nào là mạnh nhất. Những năm gần đây, MMA đã phát triển rất mạnh mẽ ở Việt Nam. Hàng loạt những giải đấu chuyên nghiệp ra đời như DFL, Dragon Fight League hay MFC, Master of Fight Championship. Thì MMA lý tưởng đến với Johnny Trí Nguyễn giới thiệu Liên Phong. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái chiều hướng gọi là thi đấu á, thì mọi cái đó, mọi cái không gian khác nó sẽ rơi rụng. Thậm chí khi mà cái mà chúng ta gọi là chuyên nghiệp á, nó sẽ bắt nguồn từ đó. Những cái bạn mà chuyên thi đấu, họ chỉ tập luyện để thử thách sức họ thôi, thì cái chiều hướng đó mới phát triển cái gì đó được. Nếu mà môn võ không thể phát triển nếu mà chúng ta tập luyện để cho vui thôi, nó không có lên một cái level được. Cái người đó cũng vậy, nó không có qua một cái level được. Mỗi chiếc xe đua mà nó không có đi thi đi đua, nó cũng chạy ở cái mức đó thôi. Để mà mỗi năm nó có cái hình thức hay hơn, nhanh hơn, bắt buộc phải đi qua cái quá trình đó. Khi tập luyện tại Liên Phong thì để thích ứng với thời điểm hiện tại và sự tiến triển của xã hội á, thì Liên Phong áp dụng những kỹ thuật của MMA nói chung và có xen kẽ những kỹ thuật mà gần như đặc phái của Liên Phong mình nói riêng. Thì trong quá trình luyện tập những kỹ thuật hiện đại cũng như lồng ghép những kỹ thuật của riêng hệ phái với nhau. Đối với Trí, để mà nó cứ hấp dẫn mình hoài thì nó chưa từng ngừng phát triển, nó chưa từng ngừng được mài và tiếp thu. Cho nên nó phải được thử thách, nó phải được đưa vào một không gian thử thách. Và để mà thử thách nó tối đa trong cái hình thức mà chúng ta không gọi là giả mang, đúng không? Không phải ở ngoài đường, không phải đi đánh lộn. Còn những người trên võ đài này là những người đồng cái tâm thức với nhau. Họ đều muốn mài mòn cái, mài dũa cái những cái kỹ năng của họ. Họ đều muốn phát triển và học hỏi. Họ đều muốn chứng minh là cái mà họ đang đi theo này đó nó tuyệt vời nhất có thể, đúng không? Những người muốn đua cái khả năng này. Thế nên thi đấu là trong cái hình thức MMA nó phù hợp nhất đối với Trí để mà thử thách. Và dĩ nhiên lúc nào nó cũng có thể hoàn thiện hơn. Thì MMA là nơi lý tưởng để Johnny Trí Nguyễn giới thiệu Liên Phong quyền đến với thế giới sau hàng trăm năm. Từ những giải đấu MMA chuyên nghiệp như DFL, MFC hay những trận thách đấu mang tính quốc tế, Liên Phong quyền đang dần khẳng định tên tuổi của mình.